Việt Thắng, Trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng. Hoàng Thế Anh, Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, Bắc Giang. Dương Quế Lâm, Trung học phổ thông Uông Bí, Quảng Ninh. Nguyễn Mạnh Đức, Trung học phổ thông Cẩm Phả, Quảng Ninh. Bốn gương mặt xuất sắc chuẩn bị bước vào một cuộc tranh tài hấp dẫn. Ai sẽ là người chiến thắng? Kết quả sẽ có sau cuộc thi quý 1 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13, được truyền hình trực tiếp vào 13 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2012.